Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 73. Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy, sự kiêu ngạo làm cây kiềng cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo. Mắt chúng nó lộ ra trong mở, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng, nói về sự hà hiếp cách hung ác. Chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao vu thế gian. Vì cớ ấy, dân sự Ngài xây về hướng đó, và chúng nó uống nước cạn chén. Chúng nó rằng, làm sao Đức Chúa Trời biết được? Há có sự tri thức nơi đấng chí cao sao? Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm luống công, vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Nếu tôi có nói rằng, ta sẽ nói như vậy, ác tôi đã phạm bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thế nào? Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài. Thư Roma chương 6. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết
ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý, là sự đã ban làm mực thước cho mình. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thế ấy. Và khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Chương 26. Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, để trong một cái giỏ, rồi đi đến chỗ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở. Ngươi sẽ tới cùng thầy tế lễ làm chức đương thì đó mà nói rằng: ngày nay trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng tôi. Đoạn thầy tế lễ sẽ lấy cái giỏ khỏi tay ngươi để trước bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đoạn ngươi cất tiếng nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi rằng: tổ phụ tôi là người Aram phiêu lưu, đi xuống xứ Ai Cập kiều ngụ tại đó, số người ít mà lại trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập ngược đãi và khắc bức chúng tôi, bắt làm công dịch nhọc nhằn. Bây giờ chúng tôi kêu vang cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Đức Giê-hô-va nghe thấu, thấy sự gian nan lao khổ và sự hà hiếp của chúng tôi, bèn dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra và các dấu kỳ phép lạ lớn đáng kinh khủng mà rút chúng tôi khỏi xứ Ai Cập, dẫn chúng tôi vào nơi này và ban xứ này cho, tức là xứ đượm sữa và mật. Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va ơi, tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho tôi. Đoạn, ngươi sẽ để hoa quả đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và thờ lại trước mặt Ngài. Rồi ngươi, người Lê-vi và kẻ khách lạ ở giữa ngươi, luôn với nhà của người, sẽ vui vẻ về các phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi. Khi ngươi đã thâu xong các thuế 1/10 về huê lợi năm thứ ba là năm thuế 1/10, thì phải cấp thuế đó cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi và cho người quá bụa, dùng làm lương thực trong các thành ngươi, và những người ấy sẽ ăn no nê. Rồi ngươi sẽ nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi rằng: tôi đã đem những vật thánh khỏi nhà tôi và cấp cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi cùng người quá bụa, chiếu theo các mạng lệnh mà Ngài đã phán dặn tôi. Tôi không phạm, cũng không quên một mạng lệnh nào của Ngài.
Trong lúc tang chế, tôi không ăn đến các vật thánh này. Khi bị ô uế, tôi không đụng đến đó và cũng không vì một người chết mà dùng đến. Tôi vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời tôi và làm y như mọi điều Ngài đã phán dặn tôi. Cầu Chúa từ nơi cơ sở thánh của Ngài trên trời cao, đoái xem và ban phước cho dân Israel của Ngài, cùng đất mà Ngài đã ban cho chúng tôi, tức là xứ đượm sữa và mật này, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng tôi. Ngày nay, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng lệnh này. Vậy phải hết lòng hết ý mà làm theo cách kỹ càng. Ngày nay, ngươi hứa nhận Jehovah làm Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn và mạng lệnh Ngài, cùng vâng theo tiếng phán của Ngài. Ngày nay, Đức Jehovah đã hứa nhận ngươi là một dân thuộc riêng về Ngài, ý như Ngài đã phán cùng ngươi, và ngươi sẽ gìn giữ hết các điều răn Ngài, để Ngài ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng và sự tôn trọng trỗi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và ngươi trở nên một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán vậy. Chương 27. Môi-se và các trưởng lão truyền lệnh này cho dân sự: Hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. Khi ngươi đã qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, thì phải dựng những bia đá lớn và thoa vôi. Đoạn, khi ngươi đã đi qua sông Giô-đanh vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, tức là xứ đượm sữa và mật y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã hứa cùng ngươi, thì hãy ghi trên các bia đá đó những lời của luật pháp này. Vậy, khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh rồi, phải dựng những bia đá này trên núi Ê-ban và thoa vôi y theo lệnh ta truyền cho các ngươi ngày nay. Tại nơi ấy, ngươi cũng phải lập một bàn thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là một bàn thờ bằng đá, chớ nên tra đồ bằng sắt vào nó. Ngươi phải lập bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi bằng đá nguyên khối, và trên đó dâng những của lễ thiêu cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Cũng phải dâng của lễ thù ân, ăn tại đó và vui vẻ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi phải ghi trên các bia đá hết thảy lời luật pháp này và khắc cho thật rõ ràng. Môi-se và những thầy tế lễ về dòng Lê-vi nói cùng cả Israel rằng: Hỡi Israel, hãy nín và nghe. Ngày nay, ngươi đã trở nên dân của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Vậy, phải nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Ngày đó, Môi-se cũng truyền cho dân sự lệnh này: Khi các ngươi đi qua sông Giô-đanh rồi, thì Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Isaka, Joseph và Benjamin phải đứng trên núi Garisim đặng chúc phước cho dân sự. Còn Ruben, Gad, A-se, Sa-bu-lôn, Dan và Nep-ta-li phải đứng trên núi Ê-ban đặng rủa sả. Người Lê-vi sẽ cất tiếng nói lớn lên cùng mọi người nam Israel mà rằng: Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ dựng nó lên trong nơi kín nhiệm. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay người nào làm công vậy phép chánh của khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình, vì kẻ đó làm nhục cha mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào đánh trộm người lân cận mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa sả thay kẻ nào nhận của hối lộ để giết người vô tội. Cả dân sự phải đáp: Amen.
đáng rủa xả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp này để làm theo. Cả dân sự phải đáp Amen. Chương 28. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi, bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sinh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chứ chẳng phải đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Ngươi sẽ bị rủa xả ở trong thành và ngoài đồng ruộng. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa xả. Hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ bị rủa xả. Ngươi sẽ bị rủa xả khi đi ra và lúc đi vào. Vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa xả kinh khủng và hăm dọa, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi, cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. Các tầng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. Thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời sa xuống trên đất ngươi cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian. Thay ngươi sẽ làm đồ ăn cho chim trên trời và thú dưới đất, không ai đuổi chúng nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa và lát mà ngươi không thể chữa lành. Lại giáng cho ngươi sự sảng sốt, sự đuôi mù và sự lãng trí. Đang buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm. Ngươi không được may mắn trong công việc mình. Hằng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giật.
chẳng ai giải cứu cho. Ngươi sẽ làm lễ hỏi một người nữ, nhưng một người nam khác lại nằm cùng nàng. Ngươi cất một cái nhà nhưng không được ở. Ngươi trồng một vườn nho, song không được hái trái. Con bò ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, song ngươi không được ăn thịt nó. Lừa ngươi sẽ bị ăn cắp hiện mắt ngươi, nhưng không ai trả nó lại. Chiên ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù nghịch, nhưng ngươi không có ai giải cứu nó. Các con trai và con gái ngươi sẽ bị nộp cho dân ngoại bang có mắt ngươi thấy. Hằng ngày hao mòn vì trông mong chúng nó, song tay ngươi không còn sức cứu vớt. Một dân tộc mà ngươi chưa hề biết sẽ ăn lấy thổ sản và mọi công lao của ngươi. Ngươi sẽ bị hiếp đáp và giày đạp không ngớt, trở nên điên cuồng vì cảnh tượng mắt mình sẽ thấy. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được, từ bàn chân chí chót đầu. Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi và vua mà ngươi đã lập trên mình đến một nước mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết. Ở đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây, bằng đá. Trong các dân tộc mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi đến, ngươi sẽ thành một sự kinh hãi, tục ngữ và tiếu đàm. Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít vì sẽ bị cào cào ăn sạch. Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không gặt hái chi hết vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. Ngươi sẽ có cây olive trong cả địa phận mình, nhưng lại không được sức dầu, vì cây olive sẽ rụng trái. Ngươi sẽ sinh con trai và con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó sẽ bị bắt làm mọi. Con rầy sẽ ăn hết cây cối và thổ sản của ngươi. Khách lạ ở giữa ngươi sẽ lướt trên ngươi càng ngày càng cao, còn ngươi lại hạ xuống càng ngày càng thấp. Họ sẽ cho ngươi vay, còn ngươi chẳng hề cho vay lại. Họ sẽ ở đằng đầu, còn ngươi ở đằng đuôi. Hết thảy những sự chúc rủa xả này sẽ giáng trên ngươi, đuổi ngươi và theo kịp, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt. Bởi vì ngươi không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và không giữ các điều răn và luật lệ mà Ngài truyền cho ngươi. Các sự rủa xả này sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ sự lạ đến đời đời. Bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng và thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù nghịch mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi. Họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ từ nơi xa, từ địa cực, khiến dấy lên nghịch cùng ngươi một dân tộc bay như chim ưng, tức là một dân tộc ngươi không nghe tiếng nói được, một dân tộc mặt mày hung ác, không nể vì người già, chẳng thương xót kẻ trẻ, ăn sản vật của súc vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt. Nó không chừa lại ngũ cốc, rượu, dầu hay là lứa đẻ của bò và chiên ngươi, cho đến chừng nào đã tiêu diệt ngươi đi. Dân đó sẽ vây ngươi trong các thành của cả xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng nào những vách cao lớn và vững bền kia mà ngươi nhờ cậy đó sẽ bị ngã xuống. Trong lúc bị vây và khi quân nghịch làm cho túng thế cùng đường, ngươi sẽ ăn hoa quả của thân thể mình, tức là ăn thịt của con trai và con gái mình mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nam nào nhu nhược và yếu ớt hơn hết trong các ngươi sẽ ngó giận anh em mình, vợ yêu dấu và con cái mình còn lại, không chịu cho ai trong bọn đó thịt của con cái mình mà người sẽ ăn, bởi mình không còn chi hết. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nữ nào non nớt và mảnh khảnh hơn hết trong các ngươi, vì sự yếu điệu hay là sự sắc sảo mình, vốn không đặt bằng chân xuống đất, sẽ nhìn giận chồng rất yêu của mình, con trai và con gái mình, bởi cớ nhau bọc ra từ trong bụng và những con cái mình sinh đẻ, vì trong cơn thiếu thốn mọi điều, nàng sẽ ăn nhẹm chúng nó.
Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này ghi trong sách này, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ này là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường lớn lao và lâu bền, những chứng độc bệnh hung. Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bệnh hoạn của xứ Ai Cập mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. Vả lại, các thứ chứng bệnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp này, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên ngươi cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nên chỉ sẽ còn lại ít. Hễ Đức Giê-hô-va lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thế ấy. Các ngươi sẽ bị trút khỏi xứ mà mình vào nhận lấy, và Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu này của đất đến cuối đầu kia. Tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết. Trong các nước ấy, ngươi không được an tịnh, bằng chân ngươi không được nghỉ ngơi. Nhưng tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu và linh hồn hao mòn. Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi. Ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. Bởi cớ sự kinh khủng đầy dẫy lòng ngươi và bi cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi sẽ nói, chớ chi được chiều tối rồi. Chiều tối ngươi sẽ nói, ước gì được sáng mai rồi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi đi tàu trở lại xứ Ai Cập bởi con đường mà trước ta đã nói, ngươi không thấy nó nữa. Ở đó, ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù nghịch làm nô và tỳ, nhưng không có ai mua. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.